Chào anh em nhá. Đây. Mọi người nhá. Ớt siêu cay của mình. Đây. Wow. Cay ngon. Rất cay đấy. Hôm nay mình sẽ chấm với chuối xanh nhá mọi người nhá. Ôi trời ơi, trông cả ngon thế. Ngon chưa? Mời mọi người nhá. Rất là ngon luôn. Ôi giời. Bắt thêm quả. Bắt thêm quả chanh vào nữa ạ. Úi xưa. Ôi ôi. Nhảy hết cả mặt. Ngon ngon thế. Trời, trời cái nó miếng gì. Ôi xời ơi. Ngon lắm. Ngon lắm ạ. Nha. Ớt cay ngon. Chưa ăn nhưng mà đã thấy xít tha rồi đấy các bạn ạ. Chưa ăn nhưng mà thấy thèm rồi. Rồi nhỉ, chanh thôi. Nó véo không ăn đây. Làm miếng, mời các bạn nha. Mình sẽ không bắt nó nha mọi người nhé. Đây. Ngon. Ngon đấy, ngon đấy. Mời nhá. Ui. Nước đỏ chót các bạn này. Bật thêm ít chanh cho nó đậm vị. Một mình hút to mà nhỉ, sao mà ăn được miếng bé chứ nhỉ. Ngon. Rồi. Ngon. Rất là cay mọi người. Ah.
Ngon hết nước chấm. Cái này có nhựa nhỉ? Mình nhấc tay. Đâu rồi? Sao đó nhỉ? Rất là ngon mọi người. Tôi hơi cay. Ăn miếng ngậm mồm luôn. Mình sẽ chấm kiểu này thôi. Ngon đấy nhỉ. Ôi trời ơi. Ngon thế nhỉ. Quả ướt to đùng. Cay lắm. Xả ra.
Có ớt. Cay nhưng mà vẫn muốn ăn. Cay nhưng mà kiểu nó cay kích thích. Cay kiểu cay ngon. Trời nóng mà ăn chua thế này thì thôi rồi. Cay ăn chua rồi. Ngon quá. Ôi, rất là cay luôn. Cay nhưng mà kiểu cay kích thích, cay ngon các bạn ạ. Cay vẫn muốn ăn. Không phải là kiểu cay gắt. Cay này là cay ngon ấy. Đây là chấm ít rồi, cay lắm rồi. Đây, hạt phụ hoàng này. Trời, đỏ hết mồm rồi các bạn ạ. Cay quá. Mà cay kiểu này cay ngon. Rồi à, nhậu thật nhậu ớt nào. Wow. Đây wow. Ớt tận chót nha. Xem các bạn. Cái làm súp có kiểu này ngon quá. Yeah.
Chú Hoàng ăn ngon thêm nhỉ. Rất là ngon. Tuổi nó cay rồi. Ôi dồi ôi. Cay lắm rồi mọi người ạ. Cay lắm rồi. Mọi người ăn thử nhá. Ớt chấm với chuối xanh rất là ngon luôn. Cay. Hết cả nửa uống rồi. Ơ, đã hết nhập thế này rồi à? Còn tí nữa thôi nhá mọi người nhá. Cay rồi. Hôm nay ăn đến đây thôi. Họ ăn được nữa mình ạ, à, cay quá. Được cay lắm. Mồ hôi như tắm rồi. Giờ nó cần nó ra rồi. Cay đến chỗ chán này rồi. Ra cả hai lỗ tai này rồi. Thôi. Anh ơi. Chào các bạn nha. Chào tạm biệt các bạn, trong hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha. Chào mọi người nha. Chào mọi người nha.